Calamama.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7, trả thưởng sau 30 giây, top thắng tuần nhận thưởng quá to, thắng ngay thua là do cách chơi của bạn, cùng chiến ngay tại Calamama.me. Đổi thẻ số 2.com, website đổi thẻ số 2 và các loại thẻ game khác, đặc biệt khi mua thẻ có chiết khấu lên đến 6%, truy cập ngay đổi thẻ số 2.com. Ok, xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh của mình. Vâng, tiếp tục là Hashirama là sương mù anh em. Thì mình gọi là ngồi nghĩ một lúc thì để mà nói chung là ở làng sương mù thì anh em đã biết đặc sản làng sương mù rồi, thì chắc là anh em chưa biết thì mình cũng nói luôn đấy, làng sương mù thì anh em đã xem Naruto cũng là nhiều rồi, mình cũng gọi là nghe kiểu đâu đó một lần rồi anh em, và mình thật sự anh em luôn không phải đâu đó đâu, mình nói vui thôi anh em đấy. Hôm nay thì mình sẽ gọi là review thất kiếm làng sương mù cho anh em, đúng không đấy. Thật sự là mình ngồi một lúc không phải là nó một cái gì đó tình cờ đâu, vì là mình nghe cái tên đường sương mù thì nó một cái gì đó nó phải gọi là đặc biệt, và để nói thất kiếm làng sương mù thì nó một cái tên mình gọi là nghĩ ra cho nó oai thôi, nhưng mà chẳng có gì đặc biệt đâu anh em. Đấy, tiện câu hôm nay là mình cũng gọi là review 7 con nắc khỏe nhất là làng sương mù hiện tại anh em nhá. Thì để mà nói cái tiêu chuẩn thì 7 con nắc đấy thì nó phải full 17 đối với 6x là full 16 đối với 4x anh em. Thì hiện tại là có hai trường hợp anh em ạ. Trường hợp thứ nhất là có con nắc top 2. Đây, top 2 hệ thổ đó anh em, chưa full zin, tầm là mình sẽ không liệt kê vào. Chủ ác đã có xem một clip thì hãy đừng buồn, hãy gom zin để gọi là lên nhanh đi. Đấy đúng không? Đấy, thực sự là video này thì mình cũng một cái tiêu chuẩn đó thôi anh em. Tuy là link này mạnh thật đấy anh em ạ. Mình gọi là thua kèo liên tục đấy, nhưng mà không thể nào xếp được cái clip này, tại vì nó phải công bằng anh em. Đấy, nhưng mà coi như là nó một cái gì đó gọi là khá là tiềm ẩn đi. Mình thì hệ gì mình thì xác định gọi là thắng thì thắng thật, mà thua thì thua thật. Nhưng mà đối với hệ thổ mình cảm giác mẹ tay nhanh não nó kiểu kiểu gì đấy anh em. Cứ bị cấm kỳ này cảm thấy khó chịu anh em ạ, đúng không? À, ngược lại anh thế, đâm ra là thằng nào ra trước thằng cái sống, mà không tùy crit anh em, khó nói lắm, đúng không? Và có một trường hợp gọi là có một con nắc gọi là tốt tài phú thì nó đang ở tên là Red 13T Chef. Tên thằng đéo thằng này tên nó kiểu là cái xếp với x, mình nhớ nhầm là trước có một con thổ phun ri nó cũng đặt cái xếp xếp này, mình không biết thế nào một lần kiểm tra đi anh em. Rồi thì cũng thằng em nó cũng bảo gọi là qua Tết hoặc là bây giờ có tiền thì em gom lên món ri luôn. Mình biết vậy, mình nghe vậy thôi, hôm nay làm clip thất kiếm luôn, không mai sau mẹ chúng nó lên ri nó lại thành 8 kiếm 9 kiếm, nghe lại không hợp lý đúng không? Đấy thì hôm nay phải tranh thủ luôn, và mình cũng ngồi một lúc thì mình cũng đã lựa ra rồi anh em. Đầu tiên là con nắc Ultra Likio GM anh em. Đấy, full rin. À, review thì mình sẽ đọc cái set dự phòng chính thôi. À, set chính thôi em nhé, không đọc dự phòng nữa. Đọc dự phòng nó hơi lú lắm. Bây giờ ai ai cũng nhiều set rồi anh em, gì đâu. Ai cũng nhiều set rồi. Đọc là làm clip mà đang nghĩ tên chúng nó, giờ nghĩ cái set dự phòng nó hơi mệt anh em. Với chỉ kiếm thú 5 skin thôi mình đã khỏi chê luôn. Rồi mình chắc không review cái năng vi thú nữa đúng không? À, về set dự phòng đi. Thì dự phòng hiện tại là có 2 set lôi và 1 set hỏa anh em nhé. Đấy, lên sánh gì là 5.000, khá là kinh dị anh em. Công là 20.400, tính ra là 4.855. Rồi, về phân tân thì hiện tại đã úp cho mình được kỹ năng phân tân cấp độ 2/5. Ui, kinh nghiệm phân tân 8 triệu luôn anh em. Đấy, và có cho mình là con ngũ vĩ cộng 8 luôn. Khá là cháy anh em, khá là cháy. Rồi, đấy, mình sẽ review nhanh cho anh em. Và tiếp tục là ai số 2, không ai số 1. Kinh thật đấy anh em, đồng lão nhiều xét dự phòng anh em ạ, mình cảm giác bị thiệt thòi anh em, đấy cảm giác thiệt thòi lắm anh em ạ. Ê đây, đấy, anh số 2 không ai số 1 đã có cho mình gọi là nào kỹ năng vân tân cấp 1/5. Trời ơi, đang xem ông top một tài phú kia nhìn sang này lú luôn anh em ạ, và các kinh nghiệm gọi là 1/5. Đấy, kỹ năng vân tân cấp 1/5, kinh nghiệm 2.2 triệu. Đấy, về set chính có những set gọi là gì đây? Đây có một set căng lôi, 2 set căng thổ anh em nhá. Ui, 2 set căng thổ gì đó? Căng thổ gì đây? Ác thực sự anh em. Đấy, tiếp tục. Về skin vi thú thôi, chứ không review nữa. Tại vì mình cảm thấy thiệt thòi lắm anh em ạ. Đấy, có ông già mã rác thì mình không thích xem cho lắm đúng không? Về con nick số 3. Đấy, con nick số 3 đấy, mình chính mình anh em. Đấy, mình một trong gọi là thất kiếm đấy anh em. Mình hơi ảo tưởng tí nhưng mà anh em thông cảm giúp mình nhá. Về cái nhiệm vụ clip của anh em, về clip thì mình gọi là về sao nào, cũng phải review như người ta đúng không. Về dự phòng, à nhầm, set chính
hai xe căng hỏa và một xe căng thổ nha anh em nhá. Với giá trải nghiệm 4.950 tu. Đấy, đang đeo còn nhất vĩ thôi anh em. Đấy, nhưng mà cũng phải review thôi, chấp nhận sao được. Chính xác là 4.935 anh em. Rồi, mình sẽ không gọi là nói nhiều lòng vòng gì nữa. Về con nick này đã có cho mình gọi là kỹ năng bản thân 1/5, kinh nghiệm là 9.5, và con này sắp lên gọi là cấp 2 rồi, trên 5 rồi anh em. Ok, thì dự phòng gì đây, còn tứ vĩ đây, để bên này rồi anh em, không đèo nữa, đúng không? Rồi, chỉ cứ nhanh cái này đúng không? Cứ nhanh luôn. Đồ làm gì ta? Rồi, tiếp đến nick thứ 3 đi anh em. Nick thứ 3 là nick Tiller SM anh em. Đấy, một cái nick gọi là chủ nick mới comeback, nhưng mà lại cũng đang giao bán trên group anh em. Đang giao bán trên group rồi, khá là buồn luôn anh em. Và đặc biệt là nick này hiện tại đang có 22k số hàng ngoài trang nạp. Đấy, anh em nào mua về chỉ cần nạp thôi anh em. Tất nhiên là giá nó sẽ phải gọi là giá cộng thêm giá số 2 thôi. Còn anh em nào mua không thì sẽ để gọi là lại số 2 cho chủ lịch. Thì Tết chủ lịch nạp thì chủ lịch sẽ lấy sau đúng không? Cùng nàng mà khó khăn gì đâu anh em. Đấy, về chất chính thì con nick này đã có cho mình gọi là một xe khăn lồi này, một xe khăn thổ, một xe khăn hỏa. Cái gì cũng một luôn anh em. Đấy, dự phòng rất nhiều màu anh em ạ. Hôm nay thích 7 sắc của vòng rồi. Đấy, slip 7 màu này. Mình nói vui thôi, con nick này nick hỏa mà giờ cho mình tìm nick slip 7 màu chả biết đâu, giờ nó lạc trôi rồi. Thôi coi như là bỏ đi anh em. Ăn mày quá khứ làm cái gì đúng không? Rồi, về lẽ tránh thì 4.782. Đấy, giá giao thương là 5.095, 59. Rồi, không chỉ kỹ năng nữa đúng không? Về cấp phân thân. Phân thân hiện tại thì nó cúi là con hỏa vừa rồi anh em ạ. Kỹ năng phân thân cấp 1/5, kinh nghiệm là 425.000, 24.000. Đấy, không sai. Đấy, đây là ác thứ bao nhiêu? 1, 2, 3, 4 rồi. Đây, tiếp tục là ác thứ 5, GAB Silo GM anh em. Đấy, đấy anh em đâu. Con này tuy là nó thuộc dạng gọi là có đồ 16 thôi, nhưng mà có võ đấy anh em ạ. Đấy, có võ đấy. Đây là anh em đâu, đừng nhìn mà gọi là màu mà đoán người anh em nhá. Anh em mà lơ là một phát chết luôn đấy anh em ạ. Đấy, đấy full zin hết rồi, nhưng mà kiểu qua không thích đập thôi anh em ạ. Chỉ thích đập thôi, chỉ có bạc khóa thôi, đúng không? Đấy, nhìn thôi nhưng có võ đấy, chuẩn bài đấy anh em ạ. Về kỹ năng phân thân nào, anh à nhỉ, về phân thân nào. Phân thân thì đã có cho mình là 4.200.000 điểm rồi anh em, cấp 1/5. Thì về con bet thì đã có cho mình có con nhất vĩ cộng 10 rồi, thì còn con nhị vĩ cộng 18 rồi, cũng không phải dạng vừa đâu anh em. Về xét cá hiện tại đang có một lôi và hai hỏa anh em nhé, rất uy tín luôn. Rồi, và sau quãng thời gian gọi là review được 5 lít rồi đúng không? 5 lít rồi, 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ gọi là thì đúng chỉ có 5 lít thôi, còn lại xuống đây có thằng nào đâu. Rồi, tìm hai con 4 lít đâu nhỉ? Hai con 4 lít thì hiện tại ở đây có một con nắp của bố Cobin GM đây anh em. Anh em gọi là đã từng gọi là nhìn anh em đã biết rồi, là con nick này anh em ở làng sương mù chúng tôi gọi là con cháu số 2 đây anh em. Nói vui với tôi gọi là pin Soha đấy anh em. Thế sự kiện nào cũng có đồ đầu tiên anh em ạ. Và đợt trước là con gai tử môn anh em, nó ông ấy gọi là bán cho mình trước anh em ạ. Đấy, anh em hiểu không? Ông ấy bán cho mình trong khi ông chưa có, đúng không? Và sau quãng thời gian cũng cùng cái đợt đấy, ông lại ra thêm một con gai nữa. Ui, thế ông này như ông tính trước rồi anh em ạ. Và sự kiện này thì nói chung là chí xui lạp, không cần đợi khuyến mãi bù lỗ, không cần đợi khuyến mãi cải trang 18 ra luôn anh em. Thì nói chung nick này thì không cần review nữa làm gì đúng không? Mà là con bá cháy rồi, tầm ảnh hưởng khá là cao cái làng nào không lưu ký rồi anh em. Kháng lôi ba, kháng lôi này, kháng hỏa và kháng phong, dự phòng tôi không đọc nữa, trong túi nhiều lắm. Nick này cho mình đánh đi server chắc là tôi chả đeo chất dự phòng làm gì cho nó mệt anh em, lú mẹ hết não luôn. Đấy, tiếp tục con ắc thứ 7 anh em. Con ắc thứ 7 là con ắc nào ta? Lucky Cato. Đây, mình đây là ám khí đây anh em. Con ắc này thì nói chung là nó cũng một thời rồi anh em ạ, nó cũng một thời rồi, nhưng mà nó cứ phun zin thôi thì nó xếp vào cái hàng thất kiếm rồi anh em. Tại vì con ắc này cũng trâu với dĩ vãng khá là nhiều rồi,
không phải nói nhiều làm gì anh phải, đúng không em? Anh em nói chung là chủ ác thì vẫn cứ đầu tư thôi, nhưng mà do cái thời thế gọi là địa lợi nhân hòa nó không được gọi là ổn áp cho lắm, đâm ra là về cái độ cứng ở liên server thì chắc cũng hơi khoai khoai anh em đấy. Thì con đắc này thì lâu lắm rồi, chắc tôi vẫn là xin Jin Thăng Phong thôi, đúng rồi, Jin Thăng Phong về phòng thế nào. Kháng lôi 5.000, úi trời ơi, hai sec. Ok kìa, ok kìa, ok kìa, chán thế nhờ, tự nhiên được thằng nào nói clip đấy, chán lắm anh em ạ. Đấy anh em thấy không, đang gọi là nghe nhạc tự nhiên nó nhảy bố sang cái clip của thằng Hashirama. Ê anh em khổ thực sự đấy, em thông cảm mình nhấn nhầm thôi. Rồi sao ta, nói chung là đấy, thất kiếm của chúng ta đây anh em ạ, đó là một cái gì đó gọi là chỉ là một cái tên gọi là hư danh vô danh thôi anh em. Chứ để mà nói lên server tầm này thì ai hên người thắng thôi chứ biết sao rồi anh em. Mình thì mình chỉ biết review làng mình thôi, qua làng khác không biết gì, nói sai anh em đấm vỡ mồm mình chết anh em ạ. Đấy, nói mà nó tục rồi nó đúng đấy anh em ạ, sai sai có khi tí làm clip này xong à cái thằng top 2 thổ nó quay ra đấm mình, nhưng mà mẹ con nít cái này không được xếp vào thân kiếm nghe nó hơi khắm khắm. Đâu sao, thôi mình nói vui đấy đúng không. Rồi chắc clip của mình đến đây kết thúc anh em, cảm ơn đã theo dõi ủng hộ mình, bye bye, chờ đợi anh em, hẹn gặp anh em những video tiếp theo nhé. Chúc anh em có một ngày vui vẻ tuần này hạnh phúc bên gia đình, bye bye anh em.